Đặt gạch siêu phẩm Galaxy S mới trước quà siêu khủng trị giá 10 triệu đồng duy nhất tại di động thông minh. Hello, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với Đi Review, lại là mình An Trần đây. Và đây sẽ là một cái video tư vấn tiếp theo nói về chiếc Samsung Galaxy A51 và chiếc Samsung Galaxy A71. Như anh em đã biết rồi thì vài ngày trước thì chiếc Samsung Galaxy A71 vừa mới ra mắt và nhiều người đang tự hỏi là liệu có nên mua chiếc Samsung Galaxy A51 ở thời điểm hiện tại hay không, hay là sẽ tích thêm một vài triệu hoặc là tích thêm một ít chút để có thể gọi là nâng cấp lên chiếc Samsung Galaxy A71. Thì mình sẽ cùng anh em giải đáp trong video lần này luôn nhá. Ok, bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên là mình sẽ nói về những cái điểm tương đồng của hai dòng máy này là chiếc Samsung Galaxy A51 và chiếc Samsung Galaxy A71 nhá. Hiện tại ấy, theo mình tìm hiểu thì Samsung Galaxy A51 và Samsung Galaxy A71 thì sẽ tương đồng nhau về những cái điểm như là về mặt thiết kế thì nó cũng đều sẽ là thiết kế lưng nhựa và có một cụm camera 4 camera được đặt ở phía bên trên cạnh trái. Ngoài ra là có những cái vấn đề như là anh em có gia cố thứ hay là chất liệu thì mặt trước có kính Gorilla Glass 3 thì nó cũng sẽ đảm bảo cho anh em một phần nào đó. Cái điểm tương đồng thứ hai đó chính là cái điểm tương đồng mình nghĩ là rất là thú vị với anh em, đó là nói về cụm 3 camera của nó. Còn cái điểm khác biệt đến từ camera thì nó sẽ đến từ cụm 3 camera có kèm theo của chiếc Samsung Galaxy A51 và Samsung Galaxy A71. Đó chính là camera telephoto 12 megapixel, camera góc rộng 5 megapixel và camera macro 5 megapixel. Mấy cái camera này đều như nhau hết và những cái trải nghiệm mình đã có trên cả hai camera này đều tương đương. Cái điểm khác biệt tiếp theo đến với phần cấu hình. Đối với phần cấu hình thì chiếc Samsung Galaxy A51 chúng ta lại có con chip là Exynos 9611 với tiến trình là 10 nanomet. Thì mình đánh giá là hiệu năng nó cũng ổn, đủ dùng thôi chứ không phải là tốt nhất. Và nó còn thua thiệt so với chiếc Samsung Galaxy A71 khá nhiều. Bởi vì chiếc Samsung Galaxy A71 thì sẽ được sử dụng con chip Snapdragon 730. Và đây sẽ là cái phiên bản là có 6GB hoặc 8GB và 128GB ở trong. So với chiếc Samsung Galaxy A51 sẽ chỉ là 4GB hoặc 6GB thôi. Đấy, thì anh em có thể căn cứ vào đó để lựa chọn. Tuy nhiên là cái mức giá mà thấp hơn hay là cao hơn thì nó cũng sẽ theo phần cấu hình. Cái điểm khác biệt cuối cùng của hai chiếc máy này đó là đến từ viên pin. Viên pin trên chiếc Samsung Galaxy A51 sẽ là viên pin 4000mAh có hỗ trợ sạc nhanh 15W. Và đây mình nghĩ là vốn là một cái viên pin rất là tốt rồi. Đối với viên pin trên chiếc Samsung Galaxy A51 mình có sử dụng nguyên ngày và đến cuối ngày mình rất là choáng ngợp bởi vì lúc đấy thì mình còn rơi khoảng tầm 25% pin cơ. Mình đi làm từ 8 giờ sáng và kết thúc ngày lúc khoảng 22 giờ và mình thấy đây là mức pin nó khá là ổn rồi. Nhưng mà đối với chiếc Samsung Galaxy A71 thì nó có một viên pin lớn hơn. Đó chính là viên pin rơi được khoảng tầm 4500mAh có hỗ trợ sạc nhanh 25W. Nói chung là đối với cả hai chiếc máy này thì mình sẽ không phải đắn đo về cái phần pin so với chiếc máy nào cả. Tuy nhiên là đối với mình chiếc Samsung Galaxy A51 đã vốn quá đủ rồi. Thì mình không biết là nếu mà mình bỏ thêm khoảng 2-3 triệu đấy để mình nâng cấp lên chiếc Samsung Galaxy A71 thì mình có bị hố hay không. Ok, và đó là những cái phân tích của mình về hai chiếc máy này. Vậy anh em nghĩ sao? Liệu anh em có mua chiếc Samsung Galaxy A51 hay không? Hay là anh em sẽ bỏ thêm tiền để đầu tư vào một chiếc máy nó mới hơn như là chiếc Samsung Galaxy A71? Thì hãy cho em biết ở phần comment phía bên dưới nhé. Và bây giờ cũng cuối năm rồi thì mình cũng xin được chúc anh em một năm mới gọi là an khang thịnh vượng. Một năm mới 2020 tiền vào như nước, sức khỏe dồi dào. Ok, cảm ơn anh em nhé. Ngoài ra thì những cái vấn đề liên quan đến chiếc Samsung Galaxy A51 hoặc là chiếc Samsung Galaxy A71 thì anh em có thể hỏi mình luôn. Ngoài ra thì mức giá của hai sản phẩm này thì mình cũng sẽ đều để dưới phần mô tả cho anh em luôn. Thì anh em có thể tự lựa chọn hoặc là comment phía bên dưới để cho mình biết nhé. Ok, cảm ơn anh em. Chào anh em và hẹn gặp lại.